Chàng yêu mình, nàng không yêu mình. Bạn đã phải chuỗi bao nhiêu bông hoa để tìm câu trả lời rồi? Một người không nổi tiếng lắm đã từng nói, tỏ tình là cả một quá trình trường kỳ chinh phục. Khi mà bản thân quá trình cò cưa đã khó vô cùng, đưa ra quyết định xem có nên cưa hay không cũng khó chẳng kém. Vì chúng ta sợ rủi ro của việc thất bại và những thiệt hại đi kèm, thể xác lẫn tinh thần. Lý thuyết trò chơi trong toán học phần nào giúp chúng ta đong đếm được mất để trả lời câu hỏi có cưa hay không? Có 4 trường hợp. Trường hợp tối ưu là chúng ta và đối tượng đến với nhau, khi đó cả hai đều được cộng 10 điểm hạnh phúc. Trường hợp 2, khi chúng ta ảo tưởng sức mạnh và cưa nhầm cây, khi đó bạn bị trừ 10 điểm, còn đối tượng thì không bị ảnh hưởng. Trường hợp 3, khi giữa chúng ta và đối tượng là tình yêu chưa nói, khi đó sự nuối tiếc sẽ lấy đi ở mỗi bên 5 điểm hạnh phúc. Trường hợp cuối là khi cả hai không ai có ý định đò đưa nhau trong tương lai gần, cả hai dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Coi xác suất thành công của vụ tỏ tình này là P. Nếu P bằng 1 thì bạn không nên hãm cái sự sung sướng lại làm gì. Thế P bằng bao nhiêu khi tạm gọi là an toàn để tỏ tình nhỉ? Nếu xác suất của việc tỏ tình thành công là P thì xác suất của thất bại là 1 trừ P. Từ đó ta tính được giá trị kỳ vọng của việc tỏ tình và không tỏ tình. Ta có thể tỏ tình khi giá trị kỳ vọng của việc tỏ tình lớn hơn giá trị kỳ vọng của việc không tỏ tình. Vậy là cần có 40% khả năng thành công là bạn có thể tỏ tình. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết liệu đối tượng có cho chúng ta đủ 40%? Ta có thể tìm hiểu qua hai nguồn: tín hiệu signaling và sàng lọc screening. Sàng lọc là khi chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng về đối tượng, từ sở thích, sở đoản cho đến hỏi han hay rủ đi uống cà phê, qua đó ước tính độ khả thi của phi vụ. Cùng lúc đó, tín hiệu đến từ đối phương cho chúng ta biết đối tượng muốn gì. Khi mà quá trình sàng lọc và tín hiệu được thực hiện hiệu quả, cả hai bên giảm thiểu sự bất đối xứng thông tin và đạt đến cái đích cuối cùng là sự đồng thỏa mãn. Hãy là người làm vườn thông thái để hái quả ngọt bạn nhé!